Con gái David Beckham gây tranh cãi khi xăm hình ở tuổi 12. Việc cô con gái cưng của David Beckham có một hình xăm ở tuổi 12 đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, gia đình Beckham lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi cô con gái Harper đã khiến người hâm mộ xôn xao khi có một hình xăm để mừng sinh nhật 12 tuổi của mình. Theo đó, trong một bức ảnh mà cô vợ Nicola của Brooklyn Beckham chia sẻ, cô đã khoe hình xăm mới ở phần dưới lưng. Đặc biệt Harper cũng có một hình xăm tương tự, nhưng ở trên mạng sườn. Nicola viết, chúc mừng sinh nhật em gái Harper Seven của chị. Em là cô gái tuyệt vời nhất. Chị thật may mắn khi có em trong cuộc đời. Chị yêu em nhiều hơn những gì em biết. Chúng ta có thể luôn sánh đôi mãi mãi không? Điều này ngay lập tức đã khiến cư dân mạng có nhiều phản ứng trái chiều. Một số ca ngợi sự dám thể hiện cả tính bản thân của Harper, trong khi những người khác lại chỉ trích quyết định của cô khi tuổi còn trẻ như vậy. Được biết, hình xăm của Nicola là một hình xăm thật và Harper chỉ có hình xăm giả, tuy nhiên đã có rất nhiều người không thích ý tưởng về việc một đứa trẻ 12 tuổi xăm hình, ngay cả khi họ phát hiện ra đó là hình xăm giả. Một số người dùng mạng xã hội đã viết, không đứa trẻ nào nên xăm mình, không một bậc cha mẹ có trách nhiệm nào lại để điều đó xảy ra, bạn là một cô gái xinh đẹp, chúc mừng sinh nhật nhưng hình xăm là điều không nên đối với bạn. Điều này thật kỳ cục đúng không? Một người khác nói thêm, làm ơn nói với tôi đó là hình xăm giả đi. Trước đó, con gái của Victoria và David Beckham đã tròn 12 tuổi vào ngày 10 tháng 7. Cặp bố mẹ nổi tiếng này đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật sớm cho cô con gái cưng. Tại quán cà phê nằm trong cửa hàng bách hóa Harrods nổi tiếng ở London, Anh. Tuy nhiên, trong những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy con gái út nhà Beckham diện trên mình chiếc váy satin 2 dây màu tím tới từ thương hiệu thời trang của mẹ mình. Nhiều cư dân mạng nhận xét chiếc váy không phù hợp với độ tuổi của Harper và trông không khác gì váy ngủ.